Xin chào các anh chị, ngày hôm nay Kim Hòa sẽ lên chi tiết cho các anh chị về sàn gỗ nhựa ngoài trời hay còn gọi là sàn chịu lực. Trong thời gian qua thì có rất là nhiều anh chị bình luận với những cái video của Kim Hòa rằng tại sao cùng là sàn chịu lực, cùng là sàn gỗ nhựa nhưng mà giá cả lại khác nhau. Và thật ra thì nó có lý do của nó hết. Và ngày hôm nay Kim Hòa sẽ tiến hành lên chi tiết cũng như là phân tích rõ để các anh chị hiểu rõ tại sao là sàn gỗ nhựa mà nó có rất là nhiều loại giá khác nhau. Thì đầu tiên thì Kim Hòa sẽ phân tích cho các anh chị về màu sắc của những cái loại sản phẩm sàn gỗ nhựa nhé. Về màu sản phẩm thì sản phẩm chị về sàn gỗ nhựa ngoài trời sẽ có 4 màu như thế này. Đây là màu gỗ sáng nè, có loại xám. Đây, Kim Hòa sẽ đưa lên 4 màu cho các anh chị xem nha. Cho nên là cái màu và những cái chất lượng, cái sản phẩm cũng sẽ khác nhau. Thường nó chỉ sẽ có 4 màu cơ bản như thế này thôi. Và sàn này nó sẽ có độ dày là 2,5 cm. Và bề rộng của nó sẽ là 140mm. 140mm. Độ dài thì có loại là 2,2 m và cũng có loại là 3m, thì tùy vào nhu cầu sử dụng mà các anh chị có thể chọn cái loại phù hợp cho công trình của nhà mình ha. Đây, và đây cũng là một cái sàn gỗ nhựa. Nhưng mà các anh chị có thể thấy là nó chênh lệch về độ dày. Đúng không ạ? Đây, cũng là cái sàn gỗ nhựa, nhưng mà một loại thì sẽ dày là 2,5 cm. Còn một loại thì sẽ dày 2,1 cm. Đây, các anh chị có thể thấy là cái độ dày nó khác nhau. Nó khác nhau đến 4 ly. Một số anh chị nói là 4 ly thì nó cũng không có sao đâu, nhưng mà thật ra là nó rất là khác biệt đó. Khi mà chúng ta lắp lên thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự khác biệt sau một thời gian sử dụng. Thì cái sàn mà nó dày dặn và cứng cáp thì nó sẽ chịu lực tốt hơn, còn cái sàn mà mỏng hơn thì nó sẽ xảy ra vấn đề cong vênh hay là nứt vỡ trong cái thời gian mà mình sử dụng. Tiếp đến là Kim Hoa sẽ so sánh cho các anh chị biết về cái độ chịu lực của cái sàn này ha. Cái độ chịu lực, ví dụ như Kim Hoa sẽ cầm một cái sàn đây, cái sàn lỗ tròn này. Cái sàn lỗ tròn này nó sẽ khi mà Kim Hoa cầm trên tay thì nó sẽ dày dặn và cứng cáp, rất là chắc tay luôn. Và những cái cạnh này nó rất là dày dặn. Này, các anh chị có thấy là những cái cạnh này khi mà Kim Hoa đưa lên thì nó dày dặn và nó rất là khít nhau. Cho nên là cái độ chịu lực của nó là rất là tốt. Và đây cũng là một cái sàn gỗ nhựa. Tuy nhiên, nó mỏng thì hồi nãy mình đã nói rồi ha. Nhưng mà những cái lỗ chịu lực của cái sàn này nó rất là thưa và những cái cạnh nó cũng rất là mỏng, cho nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng về giá khá là nhiều. Dày hơn, mỏng hơn và cái độ chịu lực nó cũng khác nhau, cho nên là giá cả nó sẽ chênh lệch rất là nhiều luôn. Mà nhiều các anh chị không để ý, cũng là một cái sàn gỗ nhựa, tại sao là giá chỗ này khác, giá chỗ kia khác? Thật ra là nó đều có lý do của nó hết nha các anh chị. Tiếp đến thì Kim Hoa sẽ phân tích cho các anh chị biết tại sao khi mà các anh chị đến một cái cửa hàng mà hỏi về một cái sàn gỗ nhựa hay là cái sàn chịu lực thì có cửa hàng sẽ báo giá cho các anh chị là 700 hơn, ví dụ vậy. Sau đó các anh chị sang một cái cửa hàng khác cũng là cái sàn gỗ nhựa nhưng mà lại báo giá là 800 hơn. Các anh chị giật mình, ồ tại sao cũng là sàn gỗ nhựa mà là giá lại khác nhau như vậy? Và nếu mà các anh chị đến một cái cửa hàng thứ ba nào nữa đưa cho các anh chị cái sản phẩm cứng cáp và dày dặn hơn như thế này, báo giá là hơn 1 triệu thì các anh chị cũng hết sức là bất ngờ tại sao lại là giá lại chênh lệch rất là nhiều như vậy. Thật ra thì tất cả đều có lý do của nó hết. Theo Kim Hoa nghĩ thì không có cái hàng nào mà rẻ mà chất lượng tốt. Cái này thì mình không thể xác minh được. Có một số anh chị nói là rẻ và cũng có thể tốt nhưng mà mình không thể xác minh được điều này đâu các anh chị. Thường thì Kim Hoa nghĩ tiền nào thì của đó thôi. Có một lời khuyên cho các anh chị là khi mà các anh chị lắp cái sàn hồ bơi ngoài trời á, mà lắp cho gia đình thì khi là mình có điều kiện một chút á, thì mình nên sử dụng cái hàng này. Cái hàng 2,5 cm độ dày như thế này nó sẽ rất là cứng cáp và chắc chắn. Và nếu mà các anh chị để ý một chút xíu nữa thì cái màu sắc nó cũng là một cái yếu tố quyết định. Ví dụ như
Trên đây cái màu là cái vân gỗ 3D rất là đẹp, sắc nét ha. Các anh chị có thể thấy cái vân sọc bên đây nó rất là sắc nét. Và nhìn nó rất là chất lượng, đều nhau. Còn cái vân sọc bên đây nó không có được sắc nét cho lắm. Nó sẽ nhìn giống như là giả giả, nhìn không có chân thật lắm. Còn bên đây thì rất là chắc chắn và cứng cáp. Nó có nhiều vân. Đây là vân chìm nè, đây là vân nổi lên. Và có một cái mặt sọc và một cái mặt gỗ, vân gỗ như thế này. Các anh chị có thể dùng cái mặt vân này một thời gian mà các anh chị không có thích nữa, các anh chị có thể chuyển sang cái mặt này dùng vẫn được luôn, vẫn cái giữ nguyên cái độ bền như mới. Về thi công của cái sản phẩm này cũng sẽ rất là dễ thôi. Các anh chị sẽ luồn những cái con tắc kê vào trong đây, sau đó các anh chị sẽ bắn đinh vít vào cái hệ khung xương ở phía bên dưới, thì các anh chị sẽ cho ra một cái mặt sàn hoàn hảo, rất là đẹp mắt và sang trọng. Về hồ bơi á, thì Kim Hoa nghĩ khi mà các anh chị có điều kiện một chút rồi thì mình nên sử dụng cái hàng tốt. Thật ra cái hàng này cũng không phải là không tốt, nhưng mà sau một thời gian sử dụng á, thật ra thì cái mặt phẳng như thế này khi mà dùng một thời gian thì mình mới biết nó không phải lúc nào cũng được như vậy đâu. Nó sẽ mục cái phần này, cái phần bề mặt này sau khi mà tiếp xúc với nắng mưa. Và khi mà ở ngoài trời thì nó có rất là nhiều cái thời tiết tác động vào, cho nên là nó không lúc nào nó cũng được như thế này đâu. Nó sẽ mục cũng như là cong vênh hay là nứt vỡ. Nó sẽ làm cho cái sàn của mình xấu trên cái lớp bề mặt liền. Và các anh chị sẽ thấy cái lúc đó là cái giá tiền nó sẽ quyết định rất là nhiều. Cái chất lượng nó sẽ quyết định rất là nhiều. Khi mà các anh chị lựa chọn cái sàn tốt thì các anh chị sử dụng thoải mái. Có loại là trên 10 năm, cũng có loại là dưới 10 năm thôi. Nhưng mà khi sử dụng thì các anh chị sẽ hiểu được cái hàng nào chất lượng thì nó sẽ khác. Còn cái hàng nào chất lượng thì sau một thời gian mình sẽ biết liền thôi. Bây giờ Kim Hoa sẽ phân tích cho các anh chị về cái đặc điểm của cái sàn gỗ nhựa chắc chắn này. Khi mà Kim Hoa cầm lên thì cảm giác rất là chắc tay. Những cái vân này khi mà mình rờ vào á thì giống như là gỗ thật vậy đó. Nó rất là chắc chắn. Cũng như là những cái lỗ chịu lực như thế này, nó rất là khít nhau và khoảng cách giữa những cái lỗ chịu lực nó rất là dày dặn. Này, khoảng cách rất là dày ha. Cái sàn gỗ nhựa ngoài trời này là ngoài lót sàn hồ bơi thì các anh chị có thể làm cổng chính hoặc là hàng rào và ứng dụng cho những cái công trình mà ở ngoài trời thì không ngại nắng mưa, mà các sản phẩm cũng sẽ không cong vênh và nứt vỡ trong suốt thời gian sử dụng luôn. Cái bề mặt này sẽ không bị mục, cũng như là phai màu. Các anh chị có thể dùng thoải mái ngoài trời luôn mà không lo tất cả các vấn đề về thời tiết, cũng như là mối mọt, ẩm mốc hay là cong vênh, nứt vỡ gì hết. Tại vì cái hàng này là chuyên sử dụng cho ngoài trời, cho nên là nhà sản xuất đã tính hết tất cả các yếu tố liên quan đến cái sản phẩm này, cho nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm sử dụng ha. Đó, hiện tại thì Kim Hoa đã phân tích chi tiết về cái sản phẩm sàn gỗ nhựa ngoài trời rồi. Thì tùy vào điều kiện kinh tế, tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người mà các anh chị có thể lựa chọn cái sàn gỗ nhựa phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu mà các anh chị có điều kiện một chút thì Kim Hoa khuyên nên là dùng cái hàng mình. Khuyên là nên dùng cái hàng này, vì cái hàng này nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Các anh chị có thể yên tâm sử dụng và nó không đem lại cái cảm giác khó chịu. Ví dụ như dùng một thời gian mà nó bị bong tróc hết thì các anh chị sẽ rất là bực mình, phải tiến hành bỏ hết và thay mới. Còn khi mà mình chịu bỏ ra cái số tiền nhỉnh hơn một chút từ ngay ban đầu thì mình sẽ dùng trong một khoảng thời gian dài mà không có phải cần phải thay mới cũng như là tốn thêm một cái khoản chi phí nào khác nữa. Tất cả thì Kim Hoa đã lên chi tiết rồi, thì các anh chị có thể lựa chọn cái sàn gỗ nhựa phù hợp với nhu cầu của nhà mình. Ngoài ra thì cái dòng sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời này thì bên Kim Hoa còn có rất là nhiều sản phẩm ngoài trời nữa. Ví dụ như là vỉ gỗ nhựa ngoài trời, các thanh lam sống dùng để ốp trần và ốp tường ngoài trời, hay là trụ gỗ nhựa chẳng hạn. Thì các anh chị có nhu cầu vui lòng comment bên dưới,
hoặc là để lại thông tin thì bên Cosmos sẽ liên hệ trực tiếp với từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ cho các anh chị tìm được những cái thông tin phù hợp cũng như là những cái mặt hàng phù hợp để lắp cho cái công trình của nhà mình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.